Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ tư không chỉ phát huy tinh thần thân ái, hợp tác giữa các nhà làm phim, đại biểu vì sự phát triển của điện ảnh mà còn giới thiệu các tác phẩm đặc sắc. Nét mới tại liên hoan phim năm nay là sự mở rộng đối tượng dự thi khi lần đầu tiên tiếp nhận các bộ phim từ mọi quốc gia trên thế giới. Phạm vi các nước và vùng lãnh thổ tham dự thì cũng phát triển theo từng năm, và đặc biệt là năm nay thì có một cái điểm mà ban tổ chức rất là cố gắng, tức là mở rộng cái hạng mục phim dự thi ra toàn cầu, toàn thế giới, chứ không giới hạn ở trong khu vực châu Á Thái Bình Dương như là 3 kỳ tổ chức trước đây. Chính vì thế cho nên là tôi nghĩ rằng là với một cái điểm xuất phát như thế đấy thì liên hoan phim của chúng ta chắc chắn là sẽ có những cái bước tiến và cũng có những cái hiệu quả xã hội, cũng như là kích thích được cái sự sáng tạo cũng như là cái sự phát triển của ngành điện ảnh. Cùng với hạng mục phim dự thi, phim dài, phim ngắn được tuyển chọn từ các nền điện ảnh trên thế giới, còn có các chương trình như Toàn cảnh điện ảnh thế giới, Tiêu điểm điện ảnh Ấn Độ, chương trình phim chọn lọc Italy, chùm phim ASEAN, chương trình phim Việt Nam đương đại. Khán giả có cơ hội xem các phim dự thi tại các rạp chiếu tại Hà Nội là Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, rạp Tháng 8, rạp Kim Đồng, rạp Ngọc Khánh trong suốt 5 ngày diễn ra liên hoan phim.